Vũ Tâm xin chào anh em, hiện nay Vũ Tâm đang ở nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết. Nhà thi đấu này sẽ diễn ra ở nội dung Crom 1 băng, 3 băng, pool 9B, 7B và các nội dung Elite. Đây là toàn bộ nhà thi đấu vòng 1 quốc gia năm 2023. Ở nội dung Crom 1 băng và 3 băng thì chúng ta thi đấu trên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bên này 11, 3 là 14 bàn anh em nhé. 14 bàn carom và 1, 2, 3, 4, 5, 6 bàn bull và 2 bàn elite. Đó. 2 bàn snooker. Tổng cộng chúng ta carom chúng ta là có 14 bàn. Ở nhà thi đấu này thì thấy rất là khang trang, đang như có bắt máy lạnh luôn rồi. Nên chúng ta thấy cái máy lạnh công suất lớn đang xuất hiện tại chúng ta. Như vậy là giải năm nay chúng ta được Vũ Tâm được ngồi trong máy lạnh, không ngồi máy nóng nữa. Quá tuyệt vời. Thì các trận đấu Vũ Tâm sẽ phát trực tiếp trên kênh YouTube Billard Caro Việt Nam cũng như trên Facebook Vũ Tâm Billard. Anh em vào xem anh em nhé. Nhớ bấm đăng ký kênh, nhớ follow kênh để xem trực tiếp các trận đấu tại giải vô địch quốc gia. Đây rất là đẹp. Có máy lạnh là vui rồi, máy lạnh công suất lớn không nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại vào ngày thi đấu từ ngày 13 tới ngày 22. Ngày hôm nay là ngày bốc thăm. Quay toàn cảnh, quay xa xa cho anh em chúng ta thấy. Đó, toàn cảnh luôn, có máy lạnh. Cảm ơn anh em đã bấm đăng ký kênh cũng như đã follow kênh của Vũ Tâm. Xin chào, hẹn gặp lại các buổi phát trực tiếp giải vô địch quốc gia.